Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay thì dự định lên cái cây sâm núi trái Siêu Mini anh em để quay và chia sẻ lại cho anh em luôn. Nhưng mà bữa nay từ sáng vậy nè, trời cứ nó ui ui hoài, không đủ nắng cho nên là không có quay cho anh em được. Giờ thì quay lại mấy cái cây mà hôm trước mình đã lên lên chậu lâu rồi đó. Rồi coi cái đất trồng đó anh em, quan trọng là cái lên cây lên chậu đất trồng với kiểm soát nước với phân á là ba yếu tố quan trọng nhất. Hôm nay thì hôm trước mình đã chia sẻ cho anh em cái đất trộn á. Hôm nay quay lại cho anh em coi cái kết quả của đất trộn nha anh em ha. Rồi, vô luôn nha anh em. Đây là mấy cây lớn mình nè, mấy cây mai chú thị lớn. Cây này là cây sọp á, có người gọi là cái gì búp đỏ gì đó. Đây nè. Cái hàng này là cái lô này là ở cái kệ này là lên trước anh em, lên trước mấy kệ kia lâu lắm rồi. Có cây thì gần 2 tháng, có cây thì cũng chưa tới 2 tháng. Nhưng mà như cây này nè anh em, cây lá lớn nè, là chưa có đi phân được nha. Đó, nó gần 2 tháng rồi nhưng mà chưa đi phân được. Anh em thấy cái độ bóng của cái lá nè. Đó. Là mình biết cái chất trồng mình nó phù hợp với cái cây anh em ha. Cái cây ngoài thiên nhiên tự nhiên á thì nó thiếu gì tự nó bò rễ đi á, rồi nó tìm chất đó nó để bổ sung cho cơ thể nó. Còn cây trong chậu anh em, quan trọng là cái giá thể trồng á, với mình kiểm soát phân với nước để mình nhìn cái màu lá nó anh em, rồi cái sự quang hợp của nó, cái màu xanh trên lá mình sẽ coi nó đậm hay nó không đậm, rồi nó thiếu gì anh em mình bổ sung cho nó ha. Cái này thì những anh em chưa lâu á thì họ nhìn, họ nghiên cứu, họ biết anh em ha. Nhưng qua phố cũng vậy, ví dụ mình thấy nó thiếu gì thì mình bổ sung vô. Kali ha, là NPK rồi cái thứ anh em ha, ví dụ gì đó, chì kẽm gì đó. Như cây này nè anh em, như cái chất trộn mình trộn là 50% của AK nè, 50% pomit nè, hai cái đó mình trộn đều lại, mình lấy cái đó hỗn hợp đó 70%, cộng với 30% khác xây dựng để mình ép chậu, cây mới ép chậu như cái này anh em ha. Nay nó ngon lành nè, nay gần 2 tháng rồi nhưng mà chưa đi phân anh em, vẫn chưa đi phân đó. Hôm nay thì nó không đủ nắng cho nên quay lại chia sẻ anh em xem vui ha nè. Cây lá lớn, lá lớn thì cái màu lá nó rất là đẹp nè. Nói chung là cây lên chậu là anh em nhớ kiểm soát nước hai ba vấn đề ha. Một là cái chất trồng, giá thể, hai là cái phân, ba là nước ha. Ba cái yếu tố rất là quan trọng đối với cây, cho nên là mình hay chia sẻ anh em là phân á, đi hai loại phân là vậy á. Để làm chi anh em biết không, để cái nửa tháng cái mình tưới cái loại phân này, cái nửa tháng mình tưới cái loại phân khác, để cây nó thấy thiếu cái gì á thì nó bổ sung cho nó anh em ha. Chì kẽm sắt đồng gì đó nó bổ sung cho nó, chứ mình tưới hoài có một loại phân thì nó lại cái chất nó cần thì nó lại thiếu, mà cái chất không cần lại dư ha anh em. Như cây này là cây sâm núi trái nè, sâm núi trái thì anh em chơi để bò trĩ ha, lá non nó tấn công được lá non nó ngon, cái lá non nó quýu 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 vậy nè, cho nên mình phải ngừa ha anh em ha. Đó. Cây này thì mình tận dụng những cái tay cành có sẵn đó mình chơi luôn, chứ mình không tán như bên này. Cây này gọi là cái phôi chặn hai nè anh em, thấy nàng ná đó, mình tán bên là ra cây bài bản ha. Đó. Cái trật á, ra cái trật á, anh em hay gọi là cây bài đó. Đó. Hôm nay thì chia sẻ lại cho anh em, làm động lực cho anh em xem vui ha nè, để tạo cái động lực, cái thúc đẩy cái tinh thần cho anh em chơi, chứ còn không có chia sẻ những kỹ thuật nhiều hôm nay ha, chỉ nhắc lại anh em cái kiểm soát nước với phân, và thứ ba là cái giá thể là chất trồng á. Đó, cái giá thể mình đó là những cây mình mới ép chậu, mình mấy vậy anh em. Còn mà cây mà nó thường chậu rồi á, là thêm lấy cái hỗn hợp đó mình tổng thêm 10% phân chuồng nữa anh em ha. Phân chuồng mình thì hay dùng cái phân trùng quế anh em, phân trùng quế để nó làm cho cái đất mình nó có màu mỡ thêm, tươi xốp thêm ha anh em. Xăm hơn nè đó. mấy cái giỏ này là đựng phân này anh em ha. Có nhiều anh em cũng không biết mấy cái giỏ để làm gì đó, đựng phân. Thấy màu xanh lá này, thấy mướt mắt luôn ha, thích nó cái màu xanh lá, màu xanh của cái lá. Cái này nè, cây nguyệt quế nè, anh em thấy hôm nay nó ngon lành ha, hết chết rồi, cũng chưa đi phân, cây này chưa đi phân. Như hai cây sâm núi bên kia với cây sâm hương thì có đi phân, như cây này chưa đi phân nha nè, vẫn chưa đi phân, vì nó chưa qua 2 tháng ha.
nên mình chưa có đi phân. Nhưng mà cái hỗn hợp đó, chất trồng á, nó làm cho cái cây nó vẫn có dinh dưỡng đủ anh em ha nè, nó ra ngon lành luôn đó. Mình rất thích cái nguyệt này anh em ha, mặt trước sau nó như một luôn á, rễ nó này nó khỏe lắm anh em ha, nhìn cái dàn xương này. Nói chung là anh em chơi cái này á, thì anh em nên kiểm tra cây mình thường xuyên anh em ha, để mình biết nó thiếu nó cái gì để mình bổ sung cho nó, chứ còn mình cứ giao cho trời cho đất không thì nó cũng không 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 được ngon nha anh em ha. Cái sâm núi trái này cũng chưa có đi phân nha anh em, hiện tại thì chưa cắt tỉa chưa đi phân, nó chắc được 2 tháng hơn gì đó, 2 tháng á, chứ không không nhớ nha anh em. Clip này mình có lên rồi, hôm nay mình quay lại mình quay cho anh em xem nè, vẫn chưa đi phân nha anh em. Cho nên là cái cây mà ép chậu á, trong 2 tháng đầu tiên á, là mình hay chia sẻ anh em ha, là rất là quan trọng trong 2 tháng đầu đó. Thành bại không cũng trong 2 tháng đầu luôn nha anh em. Chết, bỏ chi tay cành, bỏ rễ, tuột rễ rồi, tuột nhựa thân rồi là cũng cũng do 2 tháng này hết nè ha. Cho nên trong 2 tháng đó là kiểm soát nước thiệt là tốt vô. Nắng, nước, phân thì mình đã chia sẻ anh em rồi, chỉ dùng Atolit và có hai thôi. Tưới là tưới sương sương, một tuần lễ tưới một lần. Trong giai đoạn 2 tháng đầu ha anh em. Hơn 2 tháng sau bắt đầu mình mới đi phân nha. Cái này nữa nè, hơn 2 tháng mà mình cũng chưa đi phân nè, mấy chú thủy nè. Đó, anh em thấy không? Vẫn hơn 2 tháng mà mình chưa chưa đi phân. Đó. Mấy chú thủy thì nó dễ anh em. Nhìn vàng xương dâm nó. Nói chung là quay tạo động lực cho anh em để anh em chơi thôi anh em. Nhưng mấy cái chậu này nó rất là nhỏ nha anh em. Rồi sau này mình sẽ lồng cái chậu vô, mình sẽ nay mai gì mình lồng chậu vô cái này. Rồi mình bỏ phân nè, mình bỏ phân dưới cái chậu lồng á anh em, dưới chậu lồng ha. Anh em nhớ nha. Bỏ phân dưới để cho cái cây nó hút ẩm thì nó hút được nước lên thì nó cũng hút luôn cả phân lên luôn ha. Không sợ hư rễ, trái rễ ha anh em. Cái mai giới thủy này nó lùng dễ thương lắm nha ha. Nó già dữ lắm rồi. Hàng sâm núi này nữa nè. Đó, sâm núi này thì cây này mỗi cây mình quay lên mình đều có quay clip cho anh em hết rồi ha. Anh em nào chưa xem lại. Hôm nay thì chỉ quay chia sẻ anh em cách chăm sóc định kỳ bảo dưỡng cây trong 2 tháng đầu lên chậu thôi. Hôm trước mình đã có nói rồi thì hôm nay mình sẽ nói lại và mình quay lại mấy cây mình cho anh em xem ha. Đó. Anh em thấy không, cái độ lá, cái bóng lá, màu lá, cái màu màu xanh của lá. Đó. Cây nó rất là mạnh. Xanh mà nó xanh đậm lên đó nè, là cây rất là mạnh, nó khỏe nè. Bộ đế bộ rễ nó là phát triển rất là tốt rồi, trong cái môi trường mới là trong cái chất trồng mới anh em, chất trồng mình chia sẻ anh em rồi đó ha. Cây này nó lùng dữ lắm, cây này nữa, cây này thì chắc hôm nào mình thả lại đất vì tới nay cái cành phong nó vẫn chưa lính dính im chưa ngon, cho nên là có khả năng mình thả nó lại đất, tại vì mình cũng vội quá, mình thích vừa làm vừa chơi anh em, vừa vừa chơi vừa nuôi á, cái kiểu đó mình hay qua phố hay nói anh em á, cho nên là cái nhiều khi nó cây nó không có thành phẩm, có nhiều cây anh em nói là nó chưa có hoàn thiện, đúng rồi anh em, chưa có hoàn thiện, như cây này đâu hoàn thiện được, lên chậu chơi thôi chứ à, tại mình phái cái kiểu nuôi đó anh em. Ừ. Cây này nay đã hết hết thân anh em ha, ngon hết rồi, nó hết sức ngon rồi, để cắt tỉa một lần nữa là nó dày dâm lên nó mới đẹp, chưa cắt tỉa lần nào anh em ha. Đằng này thì có đi phân rồi nè, hoàng dương nè anh em, nhắc cái hoàng dương này ha, nay nhìn dễ thương hết sức không, hoàng dương lá như cái tùng á, nhìn dễ thương anh em ha, hoàng dương mà tím cây nhỏ nhỏ như vậy cũng hơi cực anh em, hoàng dương cái bự với tàn thiên nhiên thì nhiều, còn mà cái bài bở dở này cái trực như vậy thì nó khó tìm ha anh em ha, tay cành nó im lắm. Nói chung là hôm nay quay lại để cho tạo động lực cho anh em chơi nha anh em ha. Cái vàng này cái lớn của mình nè, cái lớn mình không có chia sẻ tại vì nó không có cái góc quay anh em, cho nên mình không có chia sẻ mấy cái lớn. Nở kệ bên đây nè đó. Cây này là cây sam anh em nè, bên sam dễ thương chưa đó. Gặp 2 đế 24 giờ luôn nha. Thằng này thì xong hết rồi anh em, chỉ còn một sợi dây duy nhất thôi, sợi dây định hình cái chỗ cái cọng kia nó dính lên á, dính lên nhưng định hình lại thôi, dễ thương chưa.
Tên xuống nè. Này đế 24 giờ luôn anh em ha, ghế 24 giờ luôn á. Đế nở. Đế xè ra. Thân thon, gió gọn. Hôm nay trời cứ ui ui ha, không nắng mà cứ mưa mưa lâm râm hoài anh em. Cho nên là nó không có làm được cho anh em chia sẻ kỹ thuật cho anh em. Rồi thôi sẵn ra quay một số cây ở vườn á. Để chia sẻ anh em xem vui và động viên khích lệ tinh thần anh em nha. Cây cây thôi ha anh em. Sâm hương nè. Mấy cái này lớn đó. Mấy cái này thì thành phẩm hết rồi anh em ha. Nè, anh em thấy không, lòng chậu nè. Đó, bỏ phân nè, anh em thấy không, phân nè. Này đen đen này là phân á, phân bỏ dưới chậu lồng ha. Bên đây cũng vậy nè anh em. Đó, phân dưới chậu lồng, ở trên mặt không có thiếu phải bỏ nha. Cái đầu nó hút nước với hút phân như này lên, tự nó nuôi sống cái thân đó. Ha, cái đó là cái kỹ thuật. Nếu mình bỏ ở đây nè anh em, vô tình lỡ bỏ ở đây nè, nó cháy rễ. À, chỗ này cũng vậy, nó sẽ cháy mấy rễ này nên nguy hiểm hơn. À, bỏ dưới chậu lồng vậy á. Cây này cũng hoàng dương á anh em. Hoàng dương cái chậu nó hơi to á, cho nên là cặm nè, cặm xung quanh nè, phân cặm xung quanh nè, thấy không? Hôm nào thay cái chậu mỏng cho cái cây này, hoàng dương này. Dễ thương á nè, nó cứ mình phái mấy cái dáng thiên nhiên vậy nè. Mình đang hiện tại thì mình đang nghiên cứu mình làm cái dáng thiên nhiên á nè. Em nhìn thấy nó, nhìn thấy thảnh thơi, thấy nó thích quá. Còn dương này cái đế nó bệt luôn á anh em nè. Còn dương thì nó cũng giống mai chú thủy anh em, rất là dễ chơi, dễ chăm. Cây phong thủy của người Trung Quốc với người Ấn Độ họ chơi á. Cây này tới nay cũng chưa đi phân nha anh em, tới nay cũng chưa đi phân. Nè, màu lá nó anh em thấy không? Đó. Cái mình đi phân hữu cơ á, là cái màu lá cây nó xanh đậm đẹp, dễ thương lắm. Nhìn thấy là thích liền anh em, phân hữu cơ á. Mấy cây này thì nó lực lắm. Mấy cây này là hàng giữa vườn của anh, của mình nè. Cái hàng để vườn. Này không còn sợi dây nào hết rồi, nó xong hết rồi. Cây ở tinh chậu thì cái quan trọng là cái giá thể trồng ha, nãy như mình đã chia sẻ rất là nhiều lần ha. Rồi kiểm soát rất là tốt về nước và phân. Cây lên chậu nó chỉ chết nhiều nhất là do dư phân. Và thứ hai là do dư nước, còn thiếu nước á nó héo, thiếu nước nó héo nghe anh em. Ít khi nó chết lắm. Thiếu nước thì vẫn cứu ngon hơn dư phân với dư nước nghe anh em. Cây là cây sâm lưới trái nè. Cây này đế cũng đẹp dữ lắm nghe anh em, đế đều lắm. Cây này này thì xong hết rồi. Đó, anh em thấy không? Màu lá cây nè. Còn đọc này quay cái màu lá cho anh em xem ha. Rất là tươi, xanh đậm luôn á, đẹp lắm. Cho nên mình gần đây mình chuyển qua chơi phân hữu cơ không anh em, mình phái phân đó rồi. Bỏ vô cây mình thấy nó hợp quá, hợp với cây quá. Với cây nó ít có bỏ tay cành chi thứ cấp á, ít có khi bỏ. Cái dâm nó càng ngày càng dày lên đẹp lắm nè. Dưới lên nè. Cái điểm mạnh của mình bỏ phân vô cái vỏ vậy nè anh em, biết sao không? Là khi mà mình tưới á, tưới nước vô đây thì nó mới gã ra, nó gã từ từ ra. Phân tăng chậm á. Chứ còn mình nhét vô đất cũng cũng được anh em, nhưng mà cái phân tăng chậm á mình nên bỏ trong cái vỏ vậy mình kiểm soát nó dễ hơn. Với nó chảy lan ra trên cái bề mặt của cái chậu nè là cây nó sẽ hưởng được nhiều ha. Nhiều chỗ nó được hưởng. Chứ mình nhét vô trong trong đất chỗ này thì khu này nó chỉ hưởng khu này thôi, còn mấy khu kia nó lại kia không được hưởng nha anh em ha. Mấy cái này thì mình không có lòng chậu. Cây linh sam nè, cây linh sam siêu qua của mình nè. Cây này lớn anh em, lớn. Lớn nhưng mà nó vẫn hoành nó lớn á, hoành nó lớn nhưng mà nó cây cao nè. Cao nó tầm 20 ha, hoành nó to lắm. Mấy cái này siêu bông. Này xong hết rồi. Thằng linh sam á là xong thì xong nhưng lâu lâu mình cũng phải dằn cái dây lại anh em, bị cái này nó uống dây nó khó, thân nó mềm, thân nó mềm, cái uống xong cái mình gỡ dây ra nhiều khi nó trả lại á. Chưa nằm ngay ngắn mà khiết dây cũng phải mở ra ha anh em ha. Nói chung thằng này thì đế 24 giờ hết rồi. Rễ 24 giờ hết. Ngon lành luôn anh em, trước sau như màu hết á. Này nó ra hoa, này nó dài, dài lắm anh em thấy cái lá nè.
nè, lá nó nhỏ xíu luôn. Đó, thấy không? Siêu hoa. Trung hình á, trung hình lá nhỏ. Xong hết rồi. Trong cái nghệ thuật chơi thì mình đã chia sẻ anh em rất nhiều anh em ha. Mình thích cái giờ mình cứ thích cái cây dòng cây nào mình chơi dòng cây đó ha. À, chơi chơi theo mình chứ đừng có chơi theo ai hết á. Mình học hỏi kỹ thuật lẫn nhau thôi ha. Mình chơi chơi theo sở thích của mình. Có nhiều anh mua cây rồi lại hỏi bạn. Bạn em nó nói cây này không đẹp, giá cao. Trời ơi, mình mua mình chơi mà hỏi bạn chi? Vậy mình mua vậy mình hỏi ý nó thì mình mua cho nó chơi chứ mình đâu có chơi ha anh em. Chứ mua mình chơi mà hỏi bạn em, trời, bạn em nói cây này không đẹp mà giá gì cao, trời ơi. Mình thích mình mua thôi chứ còn đâu phải bạn mua cho bạn mình chơi đâu mà hỏi ý kiến bạn, hỏi ý kiến vợ được anh em, hỏi nó cho tiền, hỏi cho tiền mình mua anh em. Chứ còn hỏi ý kiến bạn là thua rồi. Tự nhiên mua mua cây mình chơi mà hỏi ý kiến bạn, bạn em nói cây này giá cao, không đẹp mà giá cao. Thôi em mua, trời ơi, mình mua mình chơi hỏi ý kiến bạn chi? Đúng cái ru mình là giá nào cũng bữa liền chứ chứ đâu phải mua cho bạn chơi đâu mà hỏi ý kiến bạn. Cây này lá lớn anh em, lá lớn ha, lá lớn mà anh em coi lá nó chơi cái nó cô lại nè đó, cô lại ha, bự hơn lá tung tí xíu thôi anh em thấy không. Mình thích mình thương cây này nhất vườn anh em ha, mê lắm cây này, là mình có quay chia sẻ anh em rất là nhiều lần, tay cành nó nè sumo hết rồi đó, nhưng mà nó còn đi dây cũng mấy chỗ nghe nè. Cây này tết nay mình đem ra chợ, ở ra hội chợ hội sân mình chơi với anh em. Cũng có cây đi chơi với anh em ha. Chơi vui thôi chứ mình không có thi cử gì anh em. Xong hết rồi. Đế đều lắm nè. Đế đều rang luôn. Này trung nu nè nè. Thằng này cũng lên chậu lượt với mấy thằng kia. Nhưng mà cũng có chưa có đi phân nha anh em ha. Hiện tại thì nó còn nhiều chỗ mình phải dằn dây nè, còn cái cành áp nè, cành áp mình chưa cắt tại vì nó để cho phụ nuôi với cành này nè, cành áp là cái cành này nè đang thiếu nè, áp vô cành đó, cho nên là còn nhiều dây nhiều chỗ nữa. Mình thì đã chia sẻ anh em rất là nhiều lần ha, mình thích cái kiểu đó. Đế mấy này thì đế sắp không anh em, đế sắp không anh. Nhưng mà quan trọng cái clip hôm nay thì mình chia sẻ anh em về cái quay để chia sẻ anh em, tạo động lực cho anh em chơi anh em ha, thúc đẩy sự đam mê của anh em chơi vui. Anh em cứ trao đổi chia sẻ với mình dưới phần bình luận ha anh em, mình biết tới đâu mình sẽ chia sẻ trả lời anh em tới đó. Rồi anh em biết kỹ thuật cao hơn thì anh em cũng bình luận dưới cho mình để mình tạo thành một cái clip á, mình tổng hợp lại những ý kiến hay mình tạo thành một clip để chia sẻ đến mọi người cùng xem cùng chơi cùng nghiên cứu ha anh em ha. Những môn này thì mình nói rất nhiều lần, ai cũng phải học hỏi lẫn nhau hết. Trong clip hôm nay thì mình chỉ chia sẻ anh em cái ba vấn đề thôi ha. Một là mình kiểm soát phân và nước trong cái giai đoạn đầu, 2 tháng đầu của cây lên chậu. Rồi thứ ba là cái chất trồng mình đã chia sẻ anh em rồi. Hôm nay mình quay lại cái thành quả của chất trồng cho anh em xem. Không phải mình trộn bumix với AK là nó ngon đâu anh em. Anh em có điều kiện thì chơi 100% Akadama cũng được ha. Tại mình trộn bumix vô vì bumix nó rẻ hơn Akadama. Vậy thôi chứ nó không có phải là hai cái đó tổn lợi là tốt, không phải nha anh em, không phải. Hôm nay thì không có làm được cái chia sẻ kỹ thuật á, để chia sẻ anh em cái vườn quay đi tạo động lực cho anh em để anh em chơi. Anh em có cái kỹ thuật hay có ý kiến gì hay hơn á, anh em bình luận với phần bình luận cho mình ha anh em, để mình tổng hợp cho thành một cái clip để chia sẻ cho anh em cùng chơi, cùng vui, cùng nghiên cứu. Thôi clip bây giờ rồi anh em ha, hôm nay thì chia sẻ anh em vậy thôi ha. Có gì anh em comment dưới phần luận mình ha, cần gì đó thì mình biết tới đâu mình chia sẻ anh em tới đó anh em. Rồi clip dài rồi, tạm biệt anh em nha.